Hello, xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Cò 68 và chào mừng các bạn quay trở lại với series Bộ Não. Trong tập lần trước thì Jenny đã giải thích rất là cặn kẽ về toàn tập Tokenomics 101. Bạn nào mà chưa xem thì nhớ quay trở lại xem tập 1 rồi hãy sang đến tập 2 nha. Không thôi là các bạn sẽ gọi là bị rối và không hiểu gì đâu. Bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu tập 2 của Tokenomics 101 nha. Lần trước thì chúng ta đã cùng nhau tính toán được một cái bảng, các bạn còn nhớ không? Bạn nào chưa xem thì nhớ xem tập 1 rồi hãy ra đây nha, không thôi là không hiểu gì đâu. Cái bảng đó chúng ta sẽ có phần trăm phân bổ tại TGE và cái số lượng token release tại TGE là bao nhiêu. Mình đang research cái token C98 đúng không, của bên 98. Rồi, bây giờ chúng ta có thể tính được là gì? Các bạn xem tiếp theo giùm mình nha. Cái bảng này còn nhớ không? Ok, bạn nào nhớ xem lại tập 1 nha. Cái bảng này, ví dụ ha, mình sẽ lấy cái dòng thứ hai là seed sale, tức là cái vòng gọi vốn hạt giống á, tức là cái vòng đầu tiên, cái vòng seed á, là 5% of the total token supply, 5% của tổng cung, mà tổng cung là 1 tỷ token. Bây giờ các bạn lấy 5% nhân cho 1 tỷ ra bao nhiêu? Ra bao nhiêu? 50 triệu token. Ok, vậy có nghĩa là gì? Vậy có nghĩa là cái vòng hạt giống, cái vòng seed này, họ sẽ được phân bổ tổng cộng là 50 triệu token C98. Rồi, chúng ta tiếp tục, chưa đâu, chúng ta tiếp tục xem một cái bản tin như sau. Ok, bản tin Coin98 Labs hoàn thành vòng gọi vốn 1,25 triệu USD cho Coin98 Exchange. Đó, thì chúng ta sẽ biết được là ok, cái vòng seed này, vòng hạt giống này Coin98 đã gọi vốn là raise được 1,25 triệu đô. Có con số 1,25 triệu đô và có con số 50 triệu token lúc nãy, mình sẽ làm gì? Mình sẽ lấy 1,25 triệu đô này chia cho 50 triệu token, mình sẽ tính ra được là giá của cái vòng hạt giống này là bao nhiêu. Tức là những cái người mà đầu tư vòng hạt giống cho dự án C98, họ được mua giá bao nhiêu của cái token C98. Mọi người thử chia giúp mình xem là 1,25 triệu đô chia cho 50 triệu là sẽ ra 0.025. Đó, thì chúng ta sẽ tính được là giá vòng seed là 0.025 đô một token. Đó, cho nên là các bạn sau này khi mà đọc tin gọi vốn thì chúng ta phải nhảy lên. Đó, ví dụ như đọc tin gọi vốn tiếp theo, đó là vòng strategic, là vòng chiến lược. Vòng chiến lược này để xem C98 họ đã raise bao nhiêu. Họ raise được 11,25 triệu đô. Rồi, tương tự chúng ta lấy 11,25 triệu đô. Ủa nhưng mà các bạn đã tính ra được là số token cho vòng strategic chưa? Chưa đúng không? Vậy thì lên lại. Là chúng ta có cái bảng này là strategic sale là 15% token, 15% of the total supply. Lấy 15% nhân cho tổng cung là 1 tỷ, chúng ta sẽ ra bao nhiêu token ta? Ra 150 triệu token đúng không? Rồi, bây giờ thì mới lấy là 11,25 triệu đô chia cho cái con số vừa tính được á, là chia cho 150 triệu thì mình sẽ ra giá là bao nhiêu? 0.075. Ok, vậy thì chúng ta biết được thêm một thông tin nữa, đó là giá của vòng strategic, là những người đã vô vòng này đầu tư ấy, thì có mức giá là 0.075 một token. Ok, từ đó thì chúng ta sẽ tính được gì? Chúng ta sẽ tính được là cái valuation khi mà vòng seed hay là vòng strategic họ đầu tư, họ sẽ đầu tư cái dự án này ở cái mức gọi là định giá bao nhiêu, thì cái mức valuation là bao nhiêu. Valuation các bạn còn nhớ công thức không ta? Bạn nào không nhớ thì làm môn quay lại tập 1 coi lại giúp mình nha. Bạn nào còn nhớ thì chúng ta nhắc lại nè. FDV bằng giá nhân cho total supply đúng không? Vậy thì giá của vòng strategic, giá của vòng seed trước đi là 0.025 nhân cho total supply là 1 tỷ, thì chúng ta sẽ ra valuation FDV của vòng seed là 25 triệu đô. Tương tự valuation của vòng strategic các bạn tự tính nhanh giúp mình là 0.075 nhân cho 1 tỷ là bao nhiêu? 75 triệu đô, đúng rồi. Ok, và chúng ta sẽ biết thêm được một thông tin nữa, đó là FDV của hai vòng seed và strategic là bao nhiêu. Ok, rồi, vậy thì biết làm gì ta? Ủa tự nhiên cái bắt mình tính quá trời thứ để làm gì? Ok, mình sẽ cho các bạn thêm một cái gọi là thông tin để khi mà chúng ta tính được những cái con số này nó sẽ có lợi gì cho chúng ta ha. Các bạn biết hồi xưa C98 listing ở đâu không? Đúng rồi, là dự án Binance Launch Pool thứ 20, cho nên là C98 đã list ở trên Binance và lúc đó tạo ra được một cái luồng FOMO rất là lớn trong cộng đồng anh em Việt Nam. Ok, các bạn có nhớ giá của C98 lúc mà list ATH là bao nhiêu? 3 đô đúng không? Ok, vậy thì FDV lúc đó là bao nhiêu? Chúng ta sẽ lấy giá nhân cho total supply là 3 đô nhân cho 1 tỷ token. Vậy thì cái FDV lúc mà list là 3 tỷ đô đúng không nào?
Vậy thì các bạn có thể đoán được là gì? Là cái gọi là lợi nhuận của những người mà đã đầu tư coi 98 ở vòng seed hay là vòng series, họ sẽ lời bao nhiêu, đúng không? Đó, ví dụ như là vòng seed lúc nãy mình nói là 25 triệu đô mà khi list, nãy định giá lúc list là bao nhiêu? 3 tỷ đô, thì các bạn thử tính toán xem là họ lời bao nhiêu phần trăm. Sau khi mà mình tính thì những người mà đầu tư ở vòng seed á là họ lời đến 125, là ít 120 lần. Nhưng mà tất nhiên là gì? Tất nhiên là tính thì tính vậy thôi, chứ thực ra lúc đó là vòng seed hay là vòng series thì làm gì có token, đúng không? Các bạn còn nhớ không? Các bạn còn nhớ cái bạn lúc TGE không? Là vòng seed với vòng series là 0%. Cho nên lúc đó là họ đâu có token đâu, mà đó, cái đó chỉ là lợi nhuận thôi. Lợi nhuận mình tính lúc đó thôi, chứ thực ra họ không có token để họ có thể bán hay là trao đổi trên thị trường gì hết. Đó. Thì đó, tới tận bây giờ đi, là năm 2024 là 4 năm à, là 3 năm rồi. List lúc 2021 là 3 năm rồi. Thì mức FDV của Coi98 bây giờ vẫn nằm trong mức lúc mà mình quay phim thì là, thì mình xem nha, là FDV tới bây giờ là hơn 330 triệu đô. Tức là những nhà đầu tư mà từ vòng seed hay là vòng series vẫn có lời, tại vì họ đầu tư lúc 25 triệu mà bây giờ 330 triệu, thì tất nhiên là phải có lời, đúng không nào? Ok, cho nên từ đây thì chúng ta sẽ rút ra được gì? Đó là chúng ta sẽ rút ra được là khi mà các bạn xem bất kỳ một cái dự án nào, tokenomics của những dự án nào, các bạn có, ví dụ các bạn có kèo đầu tư private đi chẳng hạn, các bạn sẽ thấy được là giá của vòng mình đầu tư là bao nhiêu. Tiếp theo là lịch vesting như thế nào, được trả bao nhiêu phần trăm TGE nè, lock trong vòng bao lâu nè, rồi valuation của vòng đó là bao nhiêu, và những vòng sau đó nữa là bao nhiêu, dự án tính dự định là khi nào launching token, khi nào listing, bán public bằng những hình thức nào, ở đâu, rồi dự án này làm về những mạng nào, và những con mà nằm trong cùng một mạng đó đang có market cap hay là FDV là bao nhiêu, dự đoán tiềm năng để cho cái dự án mà mình đầu tư thì có xứng đáng đầu tư hay không. Đó. Ok, bây giờ các bạn quay trở lại cái bảng lúc đầu cho mình nha. Bạn nào mà chưa xem tập 1 thì nhớ xem lại. Và các bạn nhớ có một cái bảng mà mình kêu các bạn nhớ cái con số mà lúc mà mình tính ra cái cột cuối cùng á, cái cột mà circulating supply at TGE á là 185 triệu token, nhớ không? Ok, cái con số 185 triệu token này là cung lưu hành ở lúc TGE. Với bất kỳ dự án nào thì chúng ta đều có thể tính được là cung lưu hành lúc TGE là bao nhiêu, gọi là initial circulating supply á. Tính ra làm gì thì lát nữa mình sẽ nói kỹ hơn ha. Bây giờ các bạn thử giúp mình một cái ví dụ là con pixel đi. Ok, con pixel của Ronin nhé. Chúng ta sẽ có được cái bảng phân bổ như thế này. Rồi, mình kiếm sẵn cho các bạn luôn rồi đó, các bạn chỉ việc tính thôi. Ok, thì bạn thử tính ra giùm mình xem là cái circulating supply là bao nhiêu. Với cái cách mà mình đã hướng dẫn các bạn tương tự như là con C98 ở trên, thì bây giờ các bạn ngồi kệ bạn rồi tính giúp mình xem là bao nhiêu circulating supply at TGE là bao nhiêu. Rồi, mình sẽ, bạn nào mà có thể ngưng video lại nha. Ok, sau khi mà bạn tính được rồi thì mình cùng đối chiếu ha. Nếu như mà tính toán thì các bạn sẽ tính ra được cái initial circulating supply của pixel lúc mà TGE á là sẽ rơi vào khoảng 771 triệu đồng pixel, tương ứng với là 15,42% tổng cung. Ok, sau đó thì mình nhìn tiếp vào dự án pixel này. Đây là một dự án làm về mạng gì ạ? Làm về mạng game, đúng không nào? Được build bởi Ronin. Vậy thì chúng ta sẽ nhảy số liền là ok, những dự án game, những dự án mà thuộc mạng game, giá của nó đang là bao nhiêu, market cap của nó đang là bao nhiêu, FDV của nó đang là bao nhiêu. Từ đó mình sẽ dự phóng được cái giá của pixel lúc mà lên sàn, FDV của pixel lúc mà lên sàn. Ok, thêm một cái hình ở đây cho các bạn nhìn rõ hơn nha. Hình này thì mình lấy của HC Capital để thực hiện sẵn cho chúng ta rồi. Ở đây mình chưa có thông tin tổng cung cho nên mình sẽ nói luôn là tổng cung của pixel là 5 tỷ token nha các bạn, để các bạn tính dễ hơn. Ok, rồi với cái những dự án gọi là thuộc mạng game, ngoài pixel này chúng ta sẽ có gì? Fusionist nè, Ronin, Heroes of Mavia, Steppen, Big Time, Axie, The Sandbox, Shrapnel, Elivium, vân vân, Vulcan Forge. Đó, thì anh em có thể dự phóng được FDV của pixel có thể rơi vào khoảng là từ 2 đến 2.5 tỷ đô. Thêm một thông tin nữa là trước khi mà listing thì giá giao dịch của pixel trên những gọi là chợ OTC á, tức là chợ OTC bên ngoài á, không chính thống trên sàn á, thì đã là 0.4 đến 0.5 đô một pixel rồi. Thì mọi người có thể dự đoán nếu như mà lấy FDV
2 đến 2.5 tỷ đô, chúng ta chia cho tổng cung. Chia tổng cung là bao nhiêu? 5 tỷ token. Chúng ta sẽ ra được là gì? Ra được công thức là giá, đúng không? Sẽ ra được giá. Vậy thì đây là cách mà chúng ta có thể tính giá dự phóng khi mà pixel list ở trên các sàn. Thì ở đây chúng ta sẽ lấy con số là 2 đến 2.5 tỷ chia cho 5 tỷ thì mình sẽ dự phóng nó được là từ 0.4 đến 0.5 đô, tương đương với market cap là trong khoảng bao nhiêu? Market cap bằng gì? Công thức market cap là gì? Giá nhân cho circulating supply. Mà circulating supply lúc nãy mình nói các bạn kẻ bạn ra tính đó, chúng ta sẽ tính được là 771 triệu pixel đúng không? Thì mình sẽ lấy cái giá dự phóng lúc nãy là 0.4 đến 0.5 nhân cho initial circulating supply là 771 triệu pixel. Mình sẽ ra được cái market cap dự phóng là 300 đến 380 triệu đô. Ok, có con số là khoảng từ 300 đến 380 triệu đô này thì chúng ta sẽ nhìn vào cái hình một lần nữa. Chúng ta sẽ thấy market cap nằm trong khoảng gọi là mức hợp lý, nằm trong khoảng mức hợp lý với so sánh với những dự án game ở trên này. Ok chưa? Rồi, thực tế là gì? Thực tế là sau khi con pixel này listing ở trên Binance thì giá của pixel đã rơi vào khoảng 0.5 đô, tương đương với FDV tính ra được là 2.5 tỷ đô và market cap là gần 390 triệu. Thì đó, các bạn có thể thấy là nếu chúng ta biết được tính được initial circulating supply là cái tổng của cái cột cuối cùng trong cái bảng đó, chúng ta có total supply nè, mà total supply lúc nào dự án cũng cho thông tin hết, không cần phải tính. Chúng ta biết được là dự án nằm trong bảng gì để chúng ta so sánh và dự phóng thì mình sẽ dễ dàng đoán ra được là giá khi mà list sàn là bao nhiêu. Ok, tiếp theo thì mọi người còn nhớ hai cái bảng này không ta? Những bạn nào mà xem tập 1 rồi thì chắc chắn sẽ nhớ hai cái bảng này, tại vì mình đã giải thích rất là kỹ dựa vào hai cái bảng này rồi. Đây là gọi là gì các bạn? Gọi là vesting schedule, là lịch trả token. Trên thực tế thì mọi người rất là quan tâm đến cái này. Tại vì sao? Tại vì khi mà dự án họ trả token thì giá của cái token vào thời điểm đó nó cũng sẽ biến động nhất định. Tại sao? Tại vì mọi người còn nhớ là token C98 chẳng hạn thì họ trả phần trăm và TGE đúng không? Xong rồi họ lock cái token nó một năm là không có một cái token nào được trả thêm nữa, đến mãi một năm sau mới bắt đầu trả dần. Thì điều này để làm gì? Để tránh cái tình trạng là khi mà có quá nhiều token được trả vào TGE hoặc là trả gần vào cái thời điểm đó thì người ta sẽ bán ra đó. Chúng ta sẽ có một cái áp lực bán tháo ra thị trường khiến giá của token nó đâm xuống. Cho nên là để tránh cái tình trạng này xảy ra thì mọi người sẽ thấy là những dự án họ thiết kế cái lịch trả token rất là kỹ. Tại vì sợ mà sau khi dự án có token á thì sẽ có những quỹ đầu tư hay là có những người giữ token nhiều, những cái con này kia họ đâm token khiến giá đâm. Nhưng mà thực ra thì trên thực tế thì bây giờ cũng ít có cái trường hợp nào gọi là người ta bán tháo mà đâm quá sâu đâu. Tại vì bây giờ có nhiều cách lắm rồi. Ví dụ như là dự án có thể unlock theo từng đợt này, hay là nhà đầu tư có thể bán qua MM nè, là những market maker, hay là dự án có thể chủ động mua lại token, hoặc là MM họ lái giá, vân vân. Nói chung là nhiều cách lắm. Mình sẽ lấy một cái ví dụ cho các bạn dễ hiểu hơn là con Stacknet. Mọi người có follow cái case này không? Cái case của con Stacknet. Thì đây là cái hình chụp mình lấy trên trang của Stacknet ha. Thì mọi người đã biết là Binance list con Stacknet này vào ngày 20 tháng 2 tháng vừa qua. Thì Stacknet họ công bố airdrop 700 triệu token vào ngày 14 tháng 2. Mà tới ngày 15 tháng 4, tức là từ 14 tháng 2 đến 15 tháng 4 là chỉ cách nhau khoảng 2 tháng thôi, thì Stacknet họ sẽ release, là họ sẽ thả token ra thị trường 13% tổng cung cho những nhà đầu tư và cho đội ngũ phát triển. 13% tổng cung là một con số khá là lớn, mà trong khi cái thời gian họ cách nhau có 2 tháng như vậy thôi, khiến cho mọi người có một cái lo ngại là áp lực bán ra sẽ vô cùng lớn. Đó, thì thông thường cái phần token của nhà đầu tư hay là của đội ngũ, nhất là của đội ngũ nha, sẽ phải được khóa trong một thời gian rất là lâu. Lúc mà TGE thì hầu như là không ai có token đâu. Đội ngũ hay là nhà đầu tư hầu như là không ai có token. Cho nên là vừa làm giảm áp lực bán mà cũng vừa có một cái gọi là cam kết với mọi người, cam kết đồng hành cùng với dự án lâu dài. Đó, cho nên là việc Stacknet mà mở khóa token chỉ sau 2 tháng như vậy nhận được rất là nhiều những chỉ trích từ cộng đồng. Mọi người có thể thấy trên Twitter tranh cãi rất là nhiều ha. Sau đó thì Starkware là công ty phát triển layer 2 của Stacknet á, là quyết định
phải đổi cái lịch vesting này, là thay đổi cái cấu trúc lịch vesting này bởi vì cộng đồng chỉ trích quá dữ dội. Các bạn có thể xem chi tiết ở đây ha. Ok, một cái gọi là hướng dẫn nhỏ cho các bạn trước khi chúng ta kết thúc cái video ngày hôm nay là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem lịch vesting schedule một cách dễ hiểu hơn. Thì chúng ta có thể tham khảo website là vestlab.io hoặc là mọi người xem cái video này của Irene con số 8 có hướng dẫn cực kỳ chi tiết cách mà chúng ta có thể xem cái lịch vesting token. Ok, trước khi kết thúc video thì mình cũng muốn đi qua nhanh một cái nữa về token use case, tại vì cái phần này nó cũng sẽ nằm trong cái mục tokenomics, nhưng mà gọi là để giải thích đó, thì mình nghĩ nó hơi dài, cho nên là mình sẽ để những cái giải thích và định nghĩa trên màn hình, các bạn có thể tự đọc. Tại vì token use case cũng là một trong những cái gọi là yếu tố cực kỳ quan trọng khiến chúng ta đặt câu hỏi, đó là có nên hold cái token này lâu dài hay không, có nên nắm giữ dài hạn cái token này hay không. Thì tùy theo lĩnh vực của dự án, mục tiêu, việc gọi vốn vân vân, thì mỗi dự án họ sẽ thiết kế cái ứng dụng khác nhau cho cái token của mình, được gọi là những cái token use case khác nhau. Ví dụ chúng ta có thể dùng cái token của dự án đó để stake nè. Thứ hai là để reward, để trả thưởng nè. Thứ ba là để payment, thanh toán. Thứ tư có thể là governance, quản trị. Thứ năm dùng để burn, để đốt. Ngoài ra thì sẽ có những mục đích khác nhau, ví dụ như là IEO, IDO hay là xác nhận quyền sở hữu qua dạng NFT vân vân. Ngoài ra thì mình highly recommend là các bạn nên đọc cái series này của thầy Biển Poseidon nha. Cái series này có tên là Tokenomics Research. Mọi người có thể lên con68.com. Sau đó tìm cái mục tìm kiếm và các bạn gõ Tokenomics Research, sẽ ra rất là nhiều những cái bài research của anh Poseidon viết rất là chi tiết về những dự án như là Gase này, Uniswap, Jito, Sui, Chainlink vân vân. Mình đọc nói chung là rất là sâu và rất là chi tiết luôn, cho nên highly recommend là các bạn nên đọc series này của Poseidon nhé. Ok, thì qua đó, qua hai video này, mình nghĩ là các bạn đã nắm được gọi là gần hết những cái thông tin quan trọng khi mà chúng ta research về tokenomics rồi. Hy vọng là sẽ không quá dài, cũng như là mình không nói quá lan man để các bạn gây khó hiểu. Mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều kiến thức cần được sẻ chia, và hy vọng là các bạn sẽ lấy video này để chia sẻ cho mọi người xung quanh để chúng ta có thêm nhiều kiến thức hơn nữa. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những số sau của Bộ Não nha. Bye bye!